Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ tình hình của chồng cũ Lệ Quyên hậu ly hôn khiến fan sửng sốt. Lệ Quyên và Đức Huy từng là cặp đôi rất được ngưỡng mộ trong showbiz, suốt 12 năm gắn bó bên nhau. Cặp đôi song hành bên nhau mọi nơi, luôn cổ vũ giúp đỡ đối phương trong công việc. Thế nhưng cách đây vài tháng, bắt đầu xuất hiện tin Lệ Quyên và Đức Huy trục trặc trong hôn nhân. Đến đầu tháng 11, cả hai bất ngờ thông báo đã đường ai nấy đi, xác nhận đã ly hôn từ một tháng trước. Thông tin này khiến dư luận đứng ngồi không yên, liên tục bàn tán. Lệ Quyên chia sẻ, cô và Đức Huy quyết định chia tay trong thuận tình, tự nguyện, không vi phạm đạo đức. Không chỉ khán giả, nhiều nghệ sĩ cũng bất ngờ khi biết tin Lệ Quyên và chồng ly hôn. Quang Lê cho biết, nhận được cuộc gọi thông báo của Đức Huy, anh bị sốc nặng. Trước đó, trong mắt mọi người, Lệ Quyên và Đức Huy vẫn luôn hạnh phúc, quan tâm nhau. Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi đăng tải chụp ảnh chung cùng doanh nhân Đức Huy. Có thể thấy dù Lệ Quyên đã ly hôn, nhưng nam ca sĩ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với chồng đàn em. Đáng nói hơn, ngoại hình của Đức Huy nhận được nhiều lời khen ngợi. Anh bảnh bao và lịch lãm hơn, khiến một số dân mạng phải trầm trồ, dường như nam doanh nhân đã sụt cân ít nhiều. Không phải sau ly hôn, chỉ có phụ nữ mới đẹp ra mà nam giới cũng vậy nhé, bác Huy là bằng chứng sống nè. Nhìn anh Đức Huy như soái ca, ăn vận quá đẹp luôn. Chia tay Lệ Quyên xong, Đức Huy gần như gầy đi nhưng lại trẻ trung bảnh bao đấy nhỉ. Cũng phải nói thêm, sau ly hôn doanh nhân Đức Huy tập trung vào công việc kinh doanh. Trên trang cá nhân, anh không hề lên tiếng về chuyện đời tư với vợ cũ, chỉ đăng tải những hình ảnh bên con. Được biết lần gặp gỡ này của Đàm Vĩnh Hưng và Đức Huy không phải là ngẫu nhiên. Ông Hoàng Nhật Việt có mặt để chúc mừng đàn anh mở thêm một cơ sở kinh doanh mới. Trong bài đăng chúc mừng trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng không quên cảm ơn Đức Huy với những gì anh đã làm cho mình. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.